Hàng năm vào dịp tháng 7, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh định kỳ tổ chức chương trình tình nguyện viên Chữ thập đỏ vì cộng đồng nhằm lan tỏa, tăng cường các hoạt động trợ giúp nhân đạo tại địa phương. Hưởng ứng đợt phát động, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Thủ Đức đã tổ chức chương trình tình nguyện viên Chữ thập đỏ vì cộng đồng năm 2024 với chủ đề Hành trình nhân đạo trao yêu thương. Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực như trao trợ giúp học tập, trao bảo hiểm y tế tại các phường của thành phố Thủ Đức, sẽ ra quân tuyên truyền vệ sinh và phòng chống dịch bệnh tại các trường học trên địa bàn, tổ chức giao lưu hoạt động sơ cấp cứu. Sau cái chương trình lễ này thì tổ chức chương trình ra quân tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Chúng tôi đã đi đến các khu nhà trọ và chợ và cũng như là các bà con ở địa bàn dân cư để chúng tôi phát những tờ rơi này, truyền thông và thuyết phục bà con. Nếu mà có con em mình mà đủ tuổi từ 0 đến 6 tuổi mà chưa tiêm phòng đủ 6 mũi, đó trong đó thì có mũi sởi và mũi bạch hầu, thì mình sẽ đến để đưa con cháu đến trạm y tế phường. Đây là những nội dung theo chúng tôi là có ích để việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thì trường Nguyễn Huệ cũng là tổ chức cái sự kiện sơ cấp cứu để nhằm mục đích để cho các em sẽ có cái kiến thức về sơ cấp cứu để giúp cho bản thân mình, gia đình và xã hội, để sau này khi ra đường các em sẽ có một cái hành trang để gặp những cái tai nạn cho ngoài đường, có thể giúp cho cái nạn nhân ổn định và chuyển đi bệnh viện. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, trao trợ cấp học tập cho 32 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 2 căn nhà chữ thập đỏ với tổng số tiền 515,8 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức sẽ tổ chức hoạt động xã hội nhân đạo tại huyện Đức Hòa và Đức Huệ, tỉnh Long An, khám bệnh, phát thuốc, trao quà cho 400 lượt gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thủ Đức và Trung đoàn 263 tổ chức chương trình đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm tặng quà gia đình chính sách, khám bệnh, phát thuốc, trao quà cho 200 hộ gia đình chính sách nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.